Nghe nói cả nhà rất thích ăn món kho nhưng mà không biết làm món nào, thì thật tình cờ hôm nay mình đi chợ mua vịt về mình sẽ làm vịt ram mặn, thì cả nhà cùng vào bếp làm món vịt ram mặn với mình luôn nha. Món này nó đơn giản nhưng mà ăn cực kỳ tốn cơm. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 500 g vịt, mình sẽ cho một muỗng hạt nêm, kế tiếp nữa là một muỗng bột ngọt, sau đó nữa là một muỗng đường, kế tiếp nữa mình sẽ cho miếng nước mắm vào bên trong, sau đó mình sẽ cho xíu tiêu, và kế tiếp nữa mình sẽ để nước màu vào bên trong, và kế tiếp nữa mình sẽ cho miếng dầu ăn vào, và sau đó nữa là mình sẽ dùng tay mình trộn đều lên tất cả để gia vị thấm đều vào trong vịt. Mình sẽ để trong 20 phút, và 20 phút trôi qua mình sẽ bắt cái chảo lên, mình sẽ cho dầu vào, và khi dầu nóng mình sẽ để hành gừng tỏi ớt vào. Mình sẽ đảo nhanh đảo đều cho đến khi hành gừng tỏi ớt vàng thơm rồi mình sẽ để vịt đó vào bên trong, và mình vẫn tiếp tục đảo nhanh đảo đều, đảo để cho vịt của mình nó sẽ không khét mà nó săn chắc lại cả nhà. Thì cả nhà kho món kho thì mình sẽ kho với nước mắm nó sẽ ăn ngon hơn nha. Đó, cái món này nó cũng đơn giản nhưng mà ăn cơm rất là hao. Khi mà săn lại rồi thì cả nhà sẽ cho nước vào bên trong ngập cái vịt luôn, và sau đó nữa mình sẽ đậy nắp lại, mình đun trong vòng 20 phút. 2 phút sau mở nắp ra thì lúc này á, là nước nó đã sắc cạn xuống rồi nè. Và tiếp tục nữa thì ăn hành á, thì mình để hành vào, và sau đó mình cho miếng ớt vào bên trên, nó kiểu mình tan tí cho món ăn của mình nó bắt mắt vị giác á cả nhà. Sau đó nữa mình sẽ ra một cái dĩa, và như thế mình bưng lên mình ăn cơm cùng với gia đình thôi. Món này nó ăn với lau chấm.